Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây sẽ là cái giveaway lớn nhất từ trước đến nay trên kênh của mình. Thì trước khi vào cái cách thức tham gia vào cái phần quà giveaway lần này, thì mình xin cảm ơn để các bạn đã theo dõi, đã ủng hộ, đã góp ý mình trong suốt cái ngày mình thành lập kênh đến bây giờ. Và mình cũng thông báo một cái điều đó là mình mới làm xong một cái đường link donate để có thể để những bạn nào thích kênh của mình này, hay là những bạn nào thấy kênh của mình hay và các bạn có tài chính tốt, các bạn muốn giúp đỡ ủng hộ mình để có mình có thêm tiền mua thêm cái kinh phí để có thể mua nước hoa để review, hay là kiểu đi ăn mắt phở có thêm cốc nhân trần uống ngọt giọng review nó hay, thì các bạn có thể donate qua cái đường link đấy. Thì cái đường link mình để ở dưới phần mô tả nhá. Đùa thôi chứ thực sự là từ khi mình làm 2 video một tuần ấy thì cái công việc của mình nó khá là nhiều, và cái số nước hoa mà mình có thì nó cũng không đủ để phục vụ cái nội dung mà mình muốn làm cho các bạn, nên là toàn phải đi mượn anh em. Thực sự là cũng rất là ngại về cái vấn đề đó là đi mượn ở các shop ấy, tại vì mượn ở các shop xong rồi review mà chẳng may mà chê thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tâm lý của người muốn, người cho mượn và người mua. Nên là mình vẫn muốn làm sao mà mình có thể sở hữu được nước hoa, và là những cái chai nào mà mình không dùng nữa thì mình cũng sẽ làm cái đợt thanh lý để bán cho những người xem kênh của mình. Nên là mình sẽ hạn chế để xin tài trợ được các hãng để cho nó một cách khách quan nhất. Nên là các bạn cứ yên tâm, dù các bạn có donate hay không thì mình cũng vẫn sẽ cố gắng ra video đều đặn và cái nội dung cả ngày nó sẽ càng tốt hơn. Và chúng ta cùng nhau quay lại cái giveaway lần này. Thì cái phần quà mà mình muốn gửi tới trong đợt này, trong đợt Tết này, đó chính là bộ vinyl mà mình đã chụp lên Facebook của nhà Amazing Francis Cousin, của hay gọi là MFK. Thì đây là bộ dành cho nam. Rất là đáng tiếc nếu như bạn nữ nào mà tham gia thì nếu như chúng thì cũng có thể thôi, gọi là tặng cho các bạn người yêu hay là những bạn giai. Thì trong này nó có rất là nhiều mùi. Ở đây là 2, 4, 6, 8. Đây, bộ vinyl đây. Đó, các bạn nhìn thấy rằng là nó có 8 mùi liền. Và ở đây thì có một số mùi mình có xịt 1-2 phát thôi để thử thôi. Và cái bộ mùi này thì mình được cái hôm mà mình quay video trải nghiệm ở Allen ấy, thì phải nói thẳng luôn là mình được Allen tặng riêng cho mình. Nhưng mà mình cũng nói với Allen là nếu như các anh không phiền, các anh không, mình kiểu bị người ta tặng quà xong rồi mình mà đi làm giveaway nó hơi ngại ấy. Nhưng mà mình cũng xin phép Allen là để được cái phần quà này gửi đến các bạn xem kênh của mình. Nên là thôi, nếu như anh em Allen xem thì cũng thông cảm với mình nhá. Đây, nó có hẳn một cái thư kiểu này, nó ghi rất là rõ những cái mùi ở trong này nhá. Đó. Và cái lọ này thì là lọ hình như là 7,5 ml đúng không nhỉ? Ừ, hình như vậy. Và cái lọ và cái bộ này nó rất là đẹp nhá. Tất cả những cái chai vinyl này nó được gọi là hoàn thiện rất là tỉ mỉ, có vòi xịt các thứ, và như không biết là có rút được ra hay không thì mình cũng chưa thử. Đó. Và cái vinyl này thì cái bộ này nó trị giá trên thị trường tầm 5 triệu đồng, và đây toàn là những cái mùi hương mới và những cái phiên bản extras, những cái phiên bản đắt nhất của cái nhà MFK này ở trong những cái bộ sưu tập này. Thì cụ thể mình sẽ ghi tên từng loại dưới cái phần mô tả. Đấy, thì cái hộp của nó như này nhá. Các bạn để thư lên đây và các bạn một cái hộp giấy đậy đậy lên này rất là sang. Bộ này thì hơi khó kiếm ở trên thị trường ấy. Và nó có hẳn một cái hộp giấy này nữa. Cái cách thức để các bạn để nhận được cái phần quà giá trị này đó là các bạn hãy like video này, rồi like cái bài viết trên tường của mình. Và các bạn hãy lên kênh YouTube của mình, các bạn tìm một cái video mà các bạn thấy rằng là từ cái video đó các bạn biết đến mình, hay là nó mang đến cho bạn những cái điều mới mẻ, những cái mà các bạn thấy rằng là nó bổ ích, thì các bạn hãy share video đó ở trên Facebook hoặc là trên Instagram với một cái nội dung viết tùy theo ý các bạn. Các bạn thấy rằng video đó nó mang lại cho các bạn điều gì thì các bạn hãy viết lên đấy và để cái hashtag là Kiên Fagan, tên kênh YouTube của mình ấy. Thì cái video này nó sẽ lên sóng vào ngày 28 tháng 1, thì mình sẽ để cái thời gian để tham gia video này, tham gia cái giveaway này khoảng tầm một tuần, đó là đến ngày 4 tháng 1. Thì mình đến 18 giờ ngày 4 tháng 1 thì mình sẽ chốt cái kết quả và lựa chọn xem là cái bài viết nào là cái bài viết hay nhất và mình cảm thấy rằng là khá là tâm đắc và khách quan, thì mình sẽ công bố lên và trao giải thưởng cho người may mắn đó. Cái lý do mình chọn ngày 4 tháng 2 ấy, tại vì sau đó một ngày đó là ngày sinh nhật của mình, thì mình muốn gửi cái phần quà này đến cho các bạn trước Tết, để các bạn nào may mắn trúng thì các bạn có thể có mùi hương để đi chơi Tết, và các bạn cũng yên tâm rằng là
mình sẽ lựa chọn một cái bài viết và công bố lên cho nó khách quan nhất, chứ không phải sợ là kiểu cơ cấu giải thưởng nọ kia đâu. Các bạn biết rồi, mình làm video review nó khách quan, chả nhận đồng nào của ai cả, nên là cái phần quà này mình cũng sẽ trao đến những người thật xứng đáng nhất. Và một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình. Chúc các bạn có những ngày cuối năm kiếm được thật nhiều tiền, và năm mới thì thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và chúc các bạn may mắn trúng được cái phần quà này nha. Còn không thì chúng ta lại gặp nhau trong những cái phần quà sau. Mình sẽ hứa rằng có nhiều giveaway hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.